đẹp. Dạy trẻ học dở lòng đã khó, dạy trẻ Khmer học tiếng Việt càng khó hơn. Người thầy phải hết sức kiên nhẫn. Đâu phải sáu que không? Đây, nè, rồi. Nhưng đây chưa phải là phần việc vất vả nhất. Tan ca sáng, bầy gà con lẻo đẻo theo cha về nhà. Nhà là căn phòng công vụ nằm một góc sân trường tiểu học B An Hảo, không điện, không nước và hầu như không có vật dụng tiện nghi nào. Hàng ngày là lên lớp rồi về tranh thủ lo cơm nước mấy em thì phải nói là rất đuối, rất mệt. Nhưng mà vì các em phải cố gắng. Tà Lọt là một ấp nghèo vùng biên, ví như chốn thâm sơn cùng cốc. Nhiều trẻ phải băng rừng, vượt núi đến lớp và có nguy cơ bỏ học vì không có tiền. Rồi, vậy là thầy Thắng nhận cung an 4 em, chăm hộ thêm vài em khác và trở thành con nợ của trường. 4 em là mình phải lo toàn bộ từ vấn đề là ăn, ngủ, rồi sinh hoạt của các em hàng ngày ở trường, với cả cho tiền luôn. Có những lúc nó thiếu tiền hoặc là khó khăn thì mình ứng tiền trước của bên trường để mình sinh hoạt chi trả. Một cái dòng tuần hoàn nó cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. 12 năm qua, nhiều giáo viên đến đây đã trở về xuôi. Chỉ riêng thầy Thắng vẫn bám núi, bám trường. Đây là rất là kính nể giáo viên. Một cái truyền thống là tôn sư trọng đạo. Đó, chính là những điều đó mà nó có một cái động lực giống như nó thúc đẩy mình. Nó giống một cái gì nó níu kéo mình ở lại. Nhiều năm trôi qua, một ngày của thầy trò nơi đây đã thành quy luật. Thầy làm những cái công việc này một cách là âm thầm, lặng lẽ. Thầy không có cho ai hay hết. Thậm chí là người thân ở nhà nhiều khi cũng không có rõ luôn nữa. Con nằm xích lên đây. Các chị thì cho con kẹo. Ha. Người ta bảo, dưới chân ngọn cắm sơn huyền bí xuất hiện một ông bụt, nuôi dưỡng tuổi thơ của nhiều trẻ em nghèo dùng nắng cháy mưa giông. Cứ tưởng chuyện của ngày xưa.